Thực hư về tin đồn ca sĩ Phi Nhung đã qua đời cách đây một tháng, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giữa lúc người thân, đồng nghiệp, khán giả không giấu được xúc động trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin gây hoang mang, dư luận. Trưa ngày 28 tháng 9, sau biết Việt nhúm màu buồn ảm đạm khi hay tin ca sĩ Phi Nhung vĩnh viễn ra đi sau gần 40 ngày kiên cường chiến đấu với Covid-19, Gia đình, đồng nghiệp và toàn thể khán giả không khỏi xót xa khi một tài năng, một trái tim nhân hậu đã trở về với cõi vĩnh hằng. Giữa lúc nhiều người vẫn còn chưa nguôi ngoai trước sự mất mát này thì trên các diễn đàn mạng xã hội lại xuất hiện luồng thông tin gây hoang mang dư luận. Trong đó có tin đồn giọng ca bông điên điển đã mất từ một tháng trước nhưng đến ngày 28 tháng 9 mới công bố. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Dương Tiển, trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu D bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ca sĩ Phi Nhung được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu D lúc 21 giờ 33 phút ngày 26 tháng 8 năm 2021 trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Đến ngày 5 tháng 9, tình trạng của cô có cải thiện tích cực, đã tỉnh, hiểu và thực hiện y lệnh của bác sĩ. Tuy nhiên, đến đêm ngày 6 tháng 9, Phi Nhung bị tràn khí màng phổi hai bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi. Ngày 7 tháng 9, sau khi hội trận, nữ ca sĩ được phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt ECMO. Ngày 24 tháng 9, ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho nữ ca sĩ. Đến đêm ngày 27 tháng 9, cô bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức. Tuy nhiên, trưa ngày 28 tháng 9, Phi Nhung bắt đầu yếu dần, các chỉ số sinh tồn giảm dần, dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút tại bệnh viện. Trong lúc tham gia công tác thiện nguyện giúp đỡ bà con tại vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh, Phi Nhung tiếp xúc với F0, sau đó nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc Covid-19 và nhập viện Gia An 115. Đêm ngày 26 tháng 8, Phi Nhung chuyển viện trợ rẫy quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để điều trị tích cực. Tuy nhiên sau một tháng kiên cường chống chọi, nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9. Chính vì vậy mọi tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin thật hư về lời đồn ca sĩ Phi Nhung đã qua đời cách đây một tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.